Thưa quý vị, bây giờ tôi thử làm một cái món mắm ruốc chay nha. Coi quý vị có ai làm giống không nha. Bây giờ trước mắt là tôi đã xay thơm nè, xay khóm nè, thấy không? Đó, xay khóm, bị khóm tôi mua để tủ lạnh nè. Xay khóm ra nhuyễn ra, bỏ vô sên nè nha. Bây giờ mình xên thơm khóm cho trước đi nha. Xanh khóm hang đó. Đó, tôi nhắc lại là tôi lấy khóm từ trong tủ đá ra, bởi vì đây không có khóm tươi. Tại làm biếng đi mua khóm tươi, lấy khóm từ tủ đá ra là nghe. Đó, lấy khóm từ tủ đá ra. Rồi tôi đã sai. Ra tôi sai, bây giờ là tôi sơn nè. Ra tôi sai ra, tôi sai ra, bây giờ tôi sơn. Trước mắt là mình sơn khóm. Ở bên này thì mình tắt cái lò lên, mình khử xả nha. Xả tôi đã bầm ra rồi đây nha. Đó, đây. Xả đã bầm ra rồi nè đó. Bên đây là xả xanh sớm. Bên đây là xả ha. Bắt vào cho nó xong để xả vô. À, mùa này nó còn xả cho nên làm càng nhiều nó càng ngon. Xả ớt đó. Tôi thì thích ăn, không thích ăn sả sả bằm nhuyễn lắm, sả vừa vừa là thôi đó. Bây giờ sả cũng phải cho nó vàng lên nha. Đây là khóm mình đang sơn khóm nè đó. Rồi trong quá trình này thì tôi tiếp tục tôi làm, bây giờ tôi xay tương đậu nành nha. Hôm nay nó không có được mắm đậu như Việt Nam thì bây giờ mình tương đậu nành. Bây giờ mình xay tương đậu nành. Xay tương đậu nành. Xay tương đậu nành nó. Đây là làm món mắm ruốc, tại vì vị muốn ăn mắm ruốc thì làm theo kiểu tôi mà. Cái tương đậu nành tương mình làm là nha. Tương ở nhà làm. Đây là mình xay tương đậu nành. Nhớ quý vị đang sơn này là gọi là sơn sơn khóm nha. Bây giờ là cháy xả nha. Xả bằng ra rồi. Cháy cho nó vàng. Bây giờ là chúng ta đang gọi là xay tương đậu nành ha. Đó. Bên đây là hai cái lò nè, thấy không? Một bên thì sơn khóm, bên là cháy xả. Cái lò này nó cũng chật chội quý vị à. Cũng cảm thông. Cái tay tôi bây giờ không còn như xưa rồi, nó cả chán quá. Đó, tôi đang xay tương đậu nành đó nha. Làm muối nước. Muối chai. Qua một mình là ba tay vậy đó. Xay tương đậu nành. Thấy không? Một mình tôi mà ba tay thấy không? Tay xay tương. Đậu nành nó nghĩa là nó đã bị tương đậu nành nó cũng đã mềm rồi. Đó, bây giờ mình coi như cái phần xay tương xong đi, mình để đó.
Bây giờ quan trọng là mình phải các vị nên nhớ là bởi vì đó là mình phương tiện mình bên Mỹ nó không có mắm đậu cho Việt Nam, cho nên vì vậy mà trong tương đậu nành á, xe tương á thì mình có để chao vô. Mà quý vị nhớ mua chao loại này là nó mới ngon rồi nha. Bây giờ bắt đầu là cái khâu này nè. Bây giờ cái kheo tương mình làm chút, còn chút thì đem dẹp nha. Làm cái gì phải gọn, làm tới đâu phải gọn tới đó. Với cái người làm bếp mà làm bài cả đống cho người ta dọn đó là cái người làm bếp không có khéo nha. Người làm bếp khéo là không có bài cả đống. Mà phải làm tới đâu là phải dọn tới đó. Con sơ sơ nó tưởng nó tôi nói chuyện với ai nó sủa đó. Đó, người làm bếp khéo là phải làm tới đâu dọn tới đó mới là làm bếp khéo. Cái này tôi đúng là làm cái này thì đây là mình đang sơn khóm rồi nè quý vị. Sơn khóm. Bây giờ đây là xả. Bây giờ trong cái giai đoạn sơn khóm á là mình có đường. Tôi thì tôi cứ hãy ăn đường hồng chứ tôi không ăn đường cắt trắng nha. Tôi sợ đường cắt trắng lắm. Cho nên ăn đường hồng. Đường hồng qua đường mía đó. Nó đơm ra vậy đi. Qua đó lộ đường hồng. Tôi nhắc trở lại, người làm bếp khéo làm tới đâu gọn tới đó. Chứ làm bếp và bài cho người ta dẹp đó là không phải khéo nha. Đó. Bây giờ để riu thôi để cho nó kẹo khóm với đường lại. Nè, bây giờ xả đó thì phải cho nó vàng. Nó vàng thì làm nó mới thơm nha quý vị. Chứ đừng có làm dốt dốt thì nó không có thơm. Bây giờ xả nè, cho nó vàng. Quý vị thấy xả nhà trồng nó tươi rối rồi, thấy không? Rồi. Bây giờ ngày hôm qua đó tôi đi chợ tôi mua bắp chuối nè, nghe. Tôi mua bắp chuối. Về tôi luộc. Mà nhưng mà bắp chuối á, luộc á, quý vị phải nhớ rằng là phải dắt miếng chanh. Đó thì luộc nó không có đen mà, chứ nó đen thui à. Có chú ở Mỹ mà tôi luộc không có đen rồi, quý vị biết như thế nào rồi nha. Cũng sắc ra là sai. Vì cái này là mình làm mắm ruốc mà. À, tôi sắc số tôi sai rồi, số rồi đó, thấy chưa? Rồi, trở lại vấn đề bên đây để nó khác. Vì tôi còn làm mắm cá lóc nữa. Rồi bây giờ cái xả bên đây đó thưa quý vị, nó cũng đã hơi vàng vàng rồi nè. Bây giờ vàng vàng để vô đây. Để vô nè nha. Chúng ta làm cái gì cũng ít dầu. Nên mà gạt cái mắm ruốc á, mà ít dầu thì nó dễ khét lắm nha. Đó, cho nên tôi nói trước là nó khét là đó. Nó không có còn cái mùi mắm nữa. Tôi thì không ăn ba rô, không ăn hành, không ăn hẹ. Chứ đúng là cái này nó phải có hành, có tỏi thì nó thơm. Nhưng mà tại Nhật là tôi không có ăn. Vì vậy mà tôi không ăn, cho nên quý vị cũng bị dạo lấy theo. Rồi. Đó. Đó, bây giờ cái xảo để vô dưới khóm để mình sên luôn.
bây giờ cái bắp chuối. Cái bắp chuối thì bây giờ mình chế chút xíu dầu thôi. Mình cũng khử khử bắp chuối cho nó có cái săn săn lại một chút. Đó. Thấy chưa? Bắp chuối. Nè, bắp chuối tôi xay nhuyễn luôn nè, quý vị thấy chưa? Đó, bắp chuối xay nhuyễn. Đó, dầu nó hơi sôi rồi, bỏ bắp chuối vô. Sơn rồi nè. Nhớ là khi hồi nãy sơn khóm, khi mà khóm nó bắt đầu nó khô rồi đó, mình để đường vô để cho nó kẹo kẹo nha. Nè, thấy không? Nó kẹo kẹo rồi để xả vô nè, thấy chưa? Quý vị có thấy không? Đó. Bây giờ bắp chuối tôi cũng xào cho nó săn săn lại nha. Bắp chuối rất là mắc, ở Mỹ bắp chuối mắc lắm nghe quý vị. Nhưng mà ngày hôm qua tình cờ tôi đi, tôi thấy nó bán cũng nới nới, cho nên tôi mua. Đó. À, cái làm bấm rút thì đúng ra thì nếu đúng là phải làm ngoài trời nó tốt hơn. Làm trong nhà nó thối cả cái nhà luôn đó thưa quý vị. Bây giờ một lần tôi phải mở cửa ra. Tại quý vị muốn ăn cho nên là tôi cũng chịu lòng tôi làm, chứ mắm ruốc mà làm mùa này là nó thối cả cái nhà. Nhưng mà tại vì mai là mùa này nó không có cái mắm đậu, tôi không có làm mắm đậu được. Chứ còn nếu như cái mùa hè đó tôi làm mắm đậu thì nó thối cả làng luôn, nó mới ra mắm ruốc mới ngon. Mùa này thì mình làm chả chiến thôi. Mùa này thì mình làm giả chiến vậy đó. Cái này là chao với cơm cậu nành hồi nãy đó. Nhớ nó thơm á, thì nhà có xả với khóm nha quý vị. Cái khóm là rất là quan trọng. Chứ cái xả với ấm ruốc thì nhà cái ớt nó cay, thịt cay nó mới ngon. Rồi nó bây giờ nó có thêm cái sang đó, ăn sang đó là nó có bắp chuối nữa. Thấy không? Má. Để cho nó sôi từ từ, đừng nó cho nó quá thì nó không ngon. Bây giờ còn mấy bắp chuối thôi. Tính làm mắm cá lóc là thôi làm biến quá, làm biến. Thôi làm mắm ruốc luôn đi. Đúng không? Chú sắc sẵn cái cối dơ sai làm mắm ruốc luôn. Chứ đúng là làm mắm cá lóc. Hồi xưa tôi nhớ bác chú quê nhiều lắm. Tôi hay làm mắm cá lóc. Thôi giờ sai thôi làm mắm ruốc luôn đi. Chắc nó nhiều nó ngon. Rồi, bây giờ mình bỏ vô cối mình xay luôn. Bỏ vô cối xay luôn. Cái này nhuyễn ra. Hồi xưa
tôi nhớ quê á, cái bắp chuối nhiều lắm. Tôi hay làm thì tôi nè, mà xưa là có cối sai, xưa là lấy ép đó là dắt rồi bầm, giờ mình gì cũng sang, giờ thời đại mới xài công nghệ, cái gì cũng máy móc không hả. Tôi thương người xưa cái gì cũng làm bằng thủ công bằng tay. Nó nhớ là cái người khéo á, người mà làm biết khéo á là không có bài nghe cái gì, không phải làm biết tới đâu mà bài, người làm biết khéo á làm tới đâu á đoạn tới đó là mới là làm biết khéo nha. Người làm biết khéo mà bài là nhổm đấy. Giờ bà nấu ăn ngon đi chăng nữa mà bài từ lưa tới lửa hộp dưa đó, cái gì nhớ cái này là phải sơ thường xuyên nha. Tại hồi nãy giờ tôi hạ lửa nhỏ cho nên tôi đẩy vô không sơ, chứ còn làm biết khéo là tới đâu là phải dọn tới đó vậy đó, mới là người làm biết khéo. Sai xong rồi mình phải rút ra liền để cho nó đụng tùm lum rồi đó, mình phải lau sạch sẽ, mình đem dẹp cái đế đó trước, thấy không, nó làm tới đâu là phải khéo tới đó, dọn tới đó. Đó là cái khéo của người nấu bếp, chứ mà làm rồi cái thải cho con cháu nó dọn nó bực mình lắm nha quý vị. À, bây giờ cái bắp chuối hồi nãy là coi như là cái bắp chuối hồi trước đó, coi như tạm ổn đi, bây giờ để vô đây nha, bắp chuối thì trước rồi, bây giờ ăn mình làm cái nữa, nếu làm cái thì mình cho chút xíu dầu. Mình nghĩ bằng bắp chuối là sang dữ lắm á, từ Bắc ta gọi là hoa chuối đó nghe mấy vị. Nhưng mà tại vì hôm qua đi thấy nó bán cũng tươi cũng ngon quá. Nhưng mà quý vị nhớ khi luộc á, phải dắt một miếng chanh nha, dắt một hai trái chanh vô luộc thì nó không có đen, nó không đen thùi lùi à. À, nếu quý vị nào mà không có chịu cái mùi nặng đó
thì quý vị tương cái đậu với chao hồi nãy đủ rồi. Còn tại chúng tôi muốn nó có cái mùi nặng, muốn có cái mùi nặng một chút thì tại tươi. À, các vị nhớ đây là cái tương thay gì, à, nó ở ngoài chợ nó có bán cái loại tương bần đó, tương cử đà đó, cử đã đó, thì tôi không sử dụng nó, mà đây là tương bắc nè, tương bần của tương bắc nè, thấy không? Đó, tôi bỏ vô cho nó nghe cái mùi nặng một chút. Mùi nặng như cái mùi thiệt vậy đó. Bây giờ cái gì nào không ăn mùi nặng á thì vậy là ngon rồi. Tôi nhắc nó lại một lần nữa là cái người mà nấu bếp khéo là làm tới đâu dọn tới đó, không để cho người khác dọn người ta bực mình. Chứ mình nấu bếp mà mình nấu mà mình bài tùm lum ra cái người khác ta dọn ta rất là khó chịu nghe mấy vị nha. Tôi là cái gì thấy không nè, làm tới đâu là rửa tới đó, dọn tới đó, xong rồi cái là mình xong luôn hà. Còn mình làm mà mình bài ra đó đó, cái người dọn rất là bực mình nha. Làm tới đâu là mình nó là cái người nó biết giỏi, tôi thì không giỏi nha, nhưng mà tại vì tôi có quan điểm vậy đó, mình làm tới đâu dọn tới đó. Bây giờ tôi có mình tôi không dọn gọn thì cũng phải tôi dọn. Nhưng mà nếu quý vị ở chung nhà đông á mà làm mà để cho người nhà dọn người ta rất là khó chịu, thà đừng làm nha quý vị. Làm thì phải gọn. Nhớ những cái có sai mình phải lọt cái tay vô đây nè. Nó lọt ra trộn nó túi. Làm tới đâu làm dọn tới đó vậy đó. Nhưng mà nhớ đừng quên là hai cái nồi mình đang nấu nha, đừng có chăm chú dọn mà mình quên cái nó khét nghẹt hết trơn nha. Nhớ nha, làm nhưng mà phải nhớ. Đó, thấy không? Dòng chú dọn nó muốn xích xích vậy đó. Vì tôi ít dầu, sử dụng ít dầu. Đó. Rút chai. Ăn cơm cũng được, ăn bánh mì cũng được. Thấy không? À, mùa này ăn cái là cây cối gì nó trơ xác hết trơn à. Anh chúng thấy không? Giờ này là gần 5 giờ chiều rồi đó. Làm tới đâu là dọn gọn tới đó vậy đó, thấy không? Nó sạch sẽ. Chứ không thể bỏ tùm lum. Bỏ tùm lum ta lả luôn mà không nên, thấy không? Mình làm ta đừng có để cho người dọn ta bực mình. Làm tới đâu là phải gọn rẻ tới đó. Thơm chưa bắt đầu thơm mà đã nghe quá vậy. Thơm mùi ruốc rồi đó. Nếu cái này là phải đảo thường xuyên chứ không nó xích. Nhưng mà tôi để nãy chỉ có để đường trong khóm thôi nha. Đường này là phải đường chải hoặc là đường thùng đó, là đường thốt nốt hoặc là đường mía.
Rồi bắp chuối này dồn vào đây luôn. Đó cha, bữa nay cái nồi ruốc là thiệt ngon rồi nha. Nồi ruốc là đặc biệt rồi nha. Bắp chuối nhiều. Hôm qua đi chợ ta thấy nó có 2 đồng mấy hay 3 đồng mấy một phao gì đó. Thấy rẻ quá mua nè. Mấy sang vậy nè. Đó, nó nghe cái mùi nó bát ngát rồi đó. Đó bây giờ cứ ngồi đứng sên hoài vậy đó. Đó có gì thấy không đó. Bắt đầu là nè, bắt đầu nó đẹp đẹp rồi thấy không. Giờ sên cho nó sắc lại, nó kẹo lại. Mắm ruốc. Giờ để cái mùi này vô nó là nó thúi chữ lắm. Nó là năm này tương giống như tương cự đà vậy đó. Mà chưa để liền được, để liền nó thúi đi tắm. Đi tắm ba là xà bông vẫn còn nghe mùi. Tại mùa này trời lạnh tôi không có làm mắm đậu. Chứ mùa nắng á, tôi làm mắm đậu mà xào cái này đó tắm rồi ha. Tắm ba lần xà bông vẫn còn nghe mùi. Thấy chưa? Hay làm tới đâu là mình cứ dọn tới đó vậy đó. Rảnh cứ dọn đi. Làm không cần đứng nghiêm hoài. Cái người nấu khéo vậy nó phải đứng nghiêm chục chục nghiêm hoài. Nhưng mà nước nó kêu mà sạch rồi đó. Mình cũng cần 2 cái này đó. 1 cái là đủ rồi. Nếu mà lỡ nó khô quá thì phải cho 1 miếng dầu. Chứ thôi là nó. Khô quá thì phải cho miếng dầu nha. Mà giờ chưa đến nỗi khô thì từ từ. Nè, tôi làm món bì nữa nè, thấy không? Bì chiên sẵn hết rồi. Cho nó nguội là sắc đó. Các vị thấy tôi làm không thấy dầu nha. Không phải tôi nói chứ ăn dầu nhiều quá không có tốt, thấy không? Củ sắn chiên vậy đó. Để giấy vô là rút dầu hết rồi, thấy không? Đó, đây là món bì nha. Nhưng món bì thì chưa có làm. Làm rồi nhưng mà thôi tối nay mệt rồi. Để họ lấy lòng bàn để lại mai sắc. Còn đậu hũ, còn bún tàu này kia nữa. Thôi, nay làm cho rồi, mắm mắm ruốc nghỉ. Bây giờ mà để dầu cho nó văng, nó nhảy, cho nên giờ phải chịu khó chút. Vậy nè. Thử chút xíu thôi nha, quẹt đi nè. Quý chùa chùa. Quý chua chua, quý chua chua ngon quá. Ngon quá nhưng mà nó chưa có kẹo lại.
dừa cay, dừa ngọt, mình mặn thì nó mới ra cái gọi là mắm ruốc. Quý của trời, ngon quá trời quá đất. Điều này tôi phải nướng bánh mì tôi chấm rồi, không phải có ổi, có cốc gì á, có sòi gì chấm quý chú cho. Đó. Giờ làm mệt uống chung trà nha, mà quý vị uống chung trà với tôi nghe không, mệt uống trà. Trà trăm mà sáng về uống tối khỏi ngủ nè. Trà này gọi là trà thái đất nha. Thái đất là gì quý vị biết không? Ai chà, ngon quá. Là mà đón chung trà ngon quá quý vị ơi. Là mà đón chung trà thật là ngon đó. Trà này có biệt danh là trà Thái Đức á. Thái Đức cái gì là gì biết không? Thái Đức là thức đái đó. Tối khó ngủ. Uống trà là phải nhai, nó mới thưởng thức được hương vị trà. Đó, này chúng thấy chưa? Tiếp tục qua sơ để thôi nó khét. Nó dốc khỏi nó khét. Bây giờ nếu mà ăn mắm rước mà muốn ăn mắm rước mà quyết cha để đi uống nước hoài đó thì nêm bột ngọt. Và mà không có đi, không có muốn uống nước hoài đó thì nêm bột canh vừa phải thôi, thấy không? Nó nêm với bột canh vừa phải thôi. Ở Việt Nam thì nêm bột ngọt là cứ coi như là đi uống nước hoài, đổ thừa tại mắm rước mặn. Chứ không phải cái bột ngọt mà nhiều ăn nhiều cho là đi uống nước hoài. Đó. Ớt nó đã cay rồi nhưng mà phải cũng phải cần có một chút vị hương vị tiêu nghe quý vị. Tuy rằng lành rằng ớt nó đã cay rồi đó nhưng mà phải có hương vị tiêu. Đúng là nó phải có một chút hương vị gừng nữa cơ, nhưng mà thôi không cần gừng bởi vì nó có bắp chuối rồi. Nếu mà gừng bỏ vô thì nó mất cái hương vị, cho nên vì vậy mà cái này có chuối cho nên tôi không cần làm gừng. Chứ đúng là có miếng gừng sắc nhuyễn hoặc là miếng riềng, củ riềng đó. Đó, giờ cái trà cho nó sên lại. Nè, trà cho nó sên lại, gọi là sánh lại chút xíu đó. Nếu có bắp chuối như vậy thì ăn trong vòng, để trong tủ lạnh ăn trong vòng tháng. Còn nếu không có bắp chuối thì ăn mấy tháng cũng được. Vì có bắp chuối mà nếu trong vòng một tháng ăn không hết á thì nó bị mốc nghe. Còn nếu như mà không có bắp chuối làm bằng tương đậu, mắm đậu, ruốc đờ, mắm đậu nành á, với chao, với khóm, với xả, ớt thì ăn mấy tháng cũng được.
Còn đây này có bắp chuối thì mình ăn trong vòng 1 tháng thôi. Nó dằn vô quần áo. Nó thối rùm. Bây giờ tôi để cho tương cự đà vô cho nó thơm, cho nó đúng cái mùi luôn nghe quý vị nha. Đây là tương hoa và tương cự đà nè. Tương cự đà đó, mà giờ tôi không làm tương cự đà mà tôi lấy cái tương bằng hoặc tương bắc đó. Nó đúng cái mùi, bây giờ chế này vô một cái là nó thối bát nhát cả làng sớm luôn đó. Thúi cả làng sớm luôn á. Cái tương này là ngon lắm. Tương này học bên ngoài Bắc gọi là bằng nếp đó quý vị. Sao nó biết ngon lắm, thơm lắm. Nó thơm nhưng mà người không quen thì gọi là thúi. Tương này cả chục năm rồi đó mà nó không hư đó. Tương này tôi nhớ là hồi tôi qua Mỹ là nói chứ cũng không phải qua chục năm, phải khoảng 4 năm à, để cho mình không thư đó. Ui rồi bắt đầu nó thúi bát ngát rồi đâu có gì, chết cha rồi. Nó thúi vô cái nhà trong luôn rồi. Vô cái nhà trong rồi, bây giờ sao đây? Sập cái cửa xuống cái thôi, nó vô nhà trong luôn rồi. Vô bên trong mới sập được. Ôi, bây giờ mở cửa sổ lên nữa. Thúi bát ngát rồi đó. Đó. Nó đỡ thôi. Thúi bát ngát rồi đó. Nó bay bát ngát rồi đó. Thì có nhiều cái hay hơn. Việt Nam nó đầy đủ hơn, còn mình ở Mỹ thì nó thiếu, cho nên có gì mình làm mới nấy. Đấy à, tôi làm cá, tôi làm cá kèo chai, à, tôi làm bì xong tôi gửi cho cô Thu nữa nghe. Kỳ này thì gửi cho cô Thu nữa nghe. Ở không, bắt đầu mùa đông ở không tôi làm, à, tôi làm xá xíu nữa. Để tôi làm xá xíu nữa, à, chắc khoảng thứ ngày mai thứ ba. Thứ ba tôi giảng xong rồi tôi làm cho xong cái món bì, tôi bỏ tủ đá. Rồi chiều tôi làm món cá, rồi cái ngày thứ tư tôi làm xá xíu, và chiều thứ tư tôi gửi cho ai cần thì tôi gửi thứ tư. Chiều thứ tư tôi gửi thứ sáu, thứ bảy tới. Trễ nhất là thứ bảy. Phải gửi vậy đó, chứ mà gửi thứ năm đó lên thì nó qua tuần sau. Mùa này lạnh thì nó không hư. Ai đặt hàng không? Ai đặt hàng mẹ vô. Ai đặt hàng không? Bấm luôn đi. Ai đặt hàng không? Đó. Ai đặt hàng chứ mẹ vô. Rồi tôi nấu được cái chua ăn 2 ngày, 2-3 ngày luôn đó. Trời ơi, bây giờ nó thơm cả nhà. Thơm cả nhà. Thơm cả nhà, quý vị ơi. Thường xuyên đảo nó chứ thôi, nó xích. Mà nếu mà có dầu nhiều lắm á thì nó dễ văng, cho nên cái dầu vừa phải thôi. Mà nếu ít dầu á thì nó cũng không được nữa. Vừa phải, đừng quá quá tráng, đừng quá tráng nha. Đó, quý vị thấy ngon không? Thấy ruốc ngon không?
Dạ. Các ra hủ cứ làm đơn giản như mình ăn thôi. Mình ăn về đặng cho mấy cái món vừa là quê hương mà vừa đã đỡ độc quý vị ơi. Tuy nhiên mình ăn cái tương á mình làm đỡ cũng đỡ thôi, nhưng mà thôi thì nó cũng không nổi độc mấy. Chứ còn ăn mấy cái quá chất độc hại lắm. Dầu rằng tương thì nó cũng chao thì nó cũng hơi độc. Nó làm cho mình cái chất nó lên men cái chất làm cho nóng cái gan thôi, nhưng mà nó cũng còn đỡ một chút. Hơn là mình ăn mấy cái quá chất nghe quý vị. Đó là món mắm rước. Ngày mai thì tôi làm cái món bì nè. Đó. Món bì tôi chiên hết rồi đó. Các chị thấy không? Làm bì á, có củ sắn nó mới ngon. Củ sắn như vậy nè, là mình lạng, mình thái nhuyễn ra. Tại tôi để về là tôi đậy là còn khoai môn với khoai tây, khoai lang là chiên giòn vậy nè. Củ sắn sắc nhuyễn ra. Đó, chiên vậy đó, sắc nhuyễn ra. Các chị thấy tôi làm đâu có dầu bao nhiêu đâu, các chị thấy không? Làm tới đâu mình rút dầu tới đó. Mình sử dụng cái giấy này nè. Đó. Ra rút dầu. Tôi dồn lại là vậy đó, có hết dầu đó. Đó lại tôi dồn lại, tôi đậy ra mai tôi làm. Chứ đúng là mỗi món để riêng ra. Rồi. Cái sên này cho nó tùy quý vị muốn ăn liền thì vậy là nó ngon rồi đó. Nhưng mà tại vì muốn để lâu một chút thì cho nó sên lại một chút xíu. Thôi vậy chào quý vị nha. Đó, như vậy là mình đã có được cái món mắm ruốc của mình rồi. Mình ăn trong để trong một tháng á. Vì có bắp chuối cho nên để một tháng. Còn nếu không có bắp chuối á thì mình để có thể lâu hơn nữa. Nhưng mà quý vị nhớ, muốn để lâu hơn thì buộc lòng ở trên nó phải có một lớp dầu thì nó sẽ lâu mốc hơn. Nhưng mà tuy nhiên ăn dầu nhiều thì thấy nó hơi độc. Chứ đúng ra theo lẽ để dầu cho nó bóng á, thì nó sẽ lâu mốc lắm, lâu hư lắm. Thôi chào quý vị nha. Tôi mong rằng những cái món làm theo kiểu vùng quê đơn giản của tôi sẽ đem lại cho quý vị. Nếu quý vị nào thích ăn cái hương vị theo kiểu của tôi làm thì các vị thử làm ha. Chào.